Mấy đứa bạn thân mà dù chơi cái gì thì nhất quyết đừng tham gia, mặc dù phần thưởng rất hấp dẫn, đó là cái bẫy đó. Hai thằng bạn nó đi trước và đều nhảy bị lọt hố, nếu nhảy tới cái bàn mà không bị gì thì sẽ được 200.000. Thấy hai đứa nó bị lọt rồi, anh nghĩ dễ ăn thì anh lọt luôn xuống dưới cái hố nước có sẵn từ trước.